Hello các con. Oh my god. Không bị gì đấy, cháy à? Phỏng à, lâu chưa? Lâu rồi hả? Mà tội nghiệp quá vậy nè, bị phỏng. Hiện tại thì trung tâm đang quản lý chăm sóc nuôi dưỡng 103 cháu học từ nhỏ nhất là mầm non và lớn nhất là đang học cao đẳng đại học. Đa phần là các cháu là mồ côi cả bố lẫn mẹ. Trong đó là có một số cháu thì bị bỏ rơi thì cũng được đưa về trung tâm để chăm sóc nuôi dưỡng. Có một số cháu thì tuy con bố con mẹ nhưng mà bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là bố mẹ là người khuyết tật nặng, không có khả năng để chăm sóc cháu. Một số cháu thì vì hoàn cảnh gia đình, bố hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù, không có ai chăm sóc cả thì cũng đưa vô trung tâm để cho các cháu đi học. Thầy ơi, cho hỏi thăm về cái trường hợp của hai em. Một cái em lúc nãy cũng có mổ đầu đúng không? Dạ, đấy. Và em bị bỏng này, cho hỏi thăm cái xíu. Thưa anh Hưng, thì cháu này là cháu Phan Kim Quang Hiếu. Thì cháu thì trong cái hoàn cảnh gia đình bị gọi là có mâu thuẫn gia đình thì là bị phóng hỏa và cháy. Dạ, ba thì mất rồi, mẹ thì cũng mất trong cái vụ cháy đó luôn. Thì còn cháu thì cứu được cháu nhưng mà cái mặt và cái người của cháu thì cứu được nhưng mà bị ảnh hưởng về cái thẩm mỹ bên ngoài. Dạ, thì trung tâm cũng đã kêu gọi một số cái mạnh thường quân để có thể làm cái thẩm mỹ cho cháu á. Mà đến hiện tại bây giờ thì thực sự là cũng đang rất là khó khăn. Nên trường hợp cháu này là cháu Viên. Cháu này thì người đồng bào dân tộc thiểu số, mới lên trung tâm được khoảng tầm 1 tháng thì cháu này thì bị u não và cũng đã được phẫu thuật. Và cháu thì nói chung là cũng bị ảnh hưởng tới trí tuệ và giao tiếp cũng rất là khó khăn. Cháu này là cháu Lường. Cháu này thì bị bỏ ở bến xe, rất là tồi. Hàng tháng trung tâm đều phải đưa cháu đi truyền máu để duy trì sự sống. Cơ thể không tự sản sinh ra hồng cầu để nuôi sống bản thân mà sống hoàn toàn nhờ vào máu từ ngoài. Còn trường hợp của cháu này là cháu Hơ Bế. Thứ nhất là cháu bị ảnh hưởng gọi là có yếu tố di truyền từ gia đình về cái việc là bị gọi là cái vi khuẩn mà ăn mòn trong xương á. Trong quá trình cháu về tại địa phương á thì cháu bị té. Và sau khi bị té, bị gãy cái xương đó thì cái vi khuẩn nó được ăn dần mòn cái xương đó. Thì bác sĩ bảo là thì giờ cái này thì không thể khắc phục được. Nói chung là trung tâm cứ hàng tháng hoặc là cứ định kỳ vài ba tháng thì đưa cháu đi kiểm tra để coi thử là cái tình hình của cháu nó như thế nào. Và hiện tại giờ thì cái xương chân của cháu thì nó bị ăn mòn đi một cái rồi. Là chỉ còn một cái nữa thôi. Nói chung là chỉ có duy trì thuốc để cố gắng để kéo dài thôi. Và đến khi mà không thể mà đáp ứng thuốc được á thì buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Thời điểm nào hay thời điểm đó. Thì đây là bốn cháu mà trường hợp mà gọi là đặc biệt nhất của trung tâm. Hưng đã được nghe và mọi ekip cũng được nghe rồi. Khi phát cái tập này lên, rất mong là các mạnh thường quân ở khắp nơi, đặc biệt là những người ở lân cận ở khu vực Buôn Ma Thuột này sẽ lưu ý quan tâm đến nhiều hơn ở trung tâm này. Còn riêng bản thân của chú sẽ về tới thành phố, sẽ cố gắng liên hệ được những cái quan hệ của mình á, ví dụ như là các thẩm mỹ viện thân quen khá nhiều, để xin phép chụp hình cháu để biết được cái hiện trạng của da của cháu á, để có thể làm được gì với cái lứa tuổi này để xem họ có giải quyết được ra sao. Còn tùy theo từng cháu nữa nha, tâm sự thêm nhiều với những người quan tâm khác nữa thông qua clip này, thông qua chương trình này thì sẽ hy vọng sẽ mang lại được nhiều những cái sự an ủi cũng như là cái sự chăm sóc hơn cho các con. Ngày hôm nay sự có mặt của các cô chú ở đây để xem như là một cái vòng tay ôm các con, một cái sự vuốt ve, một cái sự an ủi để thăm các con. Lúc đầu dự kiến là 20 triệu nhưng mà tới đây thấy thương quá, chịu nổi tăng thêm 10 triệu nữa là 30 triệu nha. 30 triệu để phụ với trung tâm để cho các con có thêm những cái sinh hoạt, những cái chi phí, những cái bữa ăn nó phong phú hơn. Xin chúc cho trung tâm sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân, cho các con bình yên, học giỏi, khỏe mạnh. Và Hưng xin dứt lời cùng anh chị nghệ sĩ xin chúc sức khỏe mọi người nha. Thương con lắm, âm thầm chẳng không nói,
khẽ ôm chồng khi con đã ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn chán nào để hy vọng rằng là ba hay mẹ đã từng để con lại qua bến xe đó, xem được chương trình này thì có thể mình đã khó khăn mình không nuôi, nhưng mà cho con biết là con còn có ba mẹ ở trên đời này, đừng có bỏ con vậy, tội nghiệp. Không có quý vị thì trung tâm vẫn nuôi, mà có quý vị trung tâm vẫn nuôi, nhưng mà quan trọng nhất là để cho các con cái vết thương lòng của con nó lành, để cho các con biết là các con còn có ba mẹ nữa nha mọi người nha. Hy vọng là các ba mẹ nào đã vô tình lướt xem thì xem những clip này sẽ nghĩ lại và tới đây nhìn lại con mình. Tình cha bao la dạy con vươn xa, đưa con đến tương lai nhiệm màu. Người đã cho con vòng tay ấm áp, cho con hết tuổi xuân của cha. Cảm ơn người vì mang con đến thế gian, cảm ơn người vì ơn nghĩa sinh thành, yêu thương cả đời, hy sinh đến ngày con lớn khôn. Ôi tình cha.